Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày 11 tây tháng 7 và bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều giờ Cali Có nghĩa là bên Việt Nam bây giờ đã là ngày thứ hai ngày 12 tây tháng 7 Thì cuối tuần này đã cũng khá là im lặng, các bạn thấy là giá cả thì phần lớn đã cũng là đi cái hàng ngang Tuy là chúng ta thấy là trong vòng 24 giờ qua cũng có cái sự tăng trưởng nhẹ Bitcoin thì bây giờ là hơn 34 ngàn Chúng ta thấy được từ Bitcoin thì tăng trưởng nhẹ thì đương nhiên phần lớn các đồng đều đi theo xu hướng của Bitcoin cho nên chúng ta mới thấy có nhiều màu xanh ngày hôm nay trên thị trường và nhìn vào những đồng lớn thì các bạn thấy được là nhiều đồng thì không có cái sự di chuyển nhiều như là Cardano hay là Ethereum một số đồng khác thì cũng có sự tăng trưởng nhưng mà không có nhiều tăng trưởng giống như là Bitcoin gì khoảng chừng là 1,5% như là đồng BNB hay là 1,6% như là đồng XRP thì chúng ta sẽ không nói nhiều về giá cả trong cái video này À, hồi sáng này thường là một cái video liên quan tới cái sự tương quan giữa giá của Bitcoin và những cái loại tài sản như là vàng và bất động sản Cái video đó sẽ được đăng ở trên channel của Remy Thano Cho nên khi mà có link thường sẽ chia sẻ với các bạn Cái video ngày hôm nay đây, thường muốn chú tâm để mà nói về một cái đề tài Chia sẻ những cách mà thường sử dụng để mà có thể biết được thông tin giả và thật Thật ra mà nói đó, cái thời điểm hiện bây giờ đó không giống như là cái đây dài năm cái đây dài năm thì chúng ta không có nhiều nguồn thông tin và thời kia mà nói đó những cái trang web lớn liên quan tới tài chính thì rất ít nói về bitcoin trước đây bây giờ thì hầu như là hàng ngày thì chúng ta càng ngày càng có nhiều thông tin hơn một mặt là tốt tại vì chúng ta có nhiều người quan tâm đến nhiều thông tin nhưng mà mặt khác đó quá nhiều thông tin thì để dẫn đến là chúng ta có thể dễ dàng lấy những thông tin mà không phải là chính thống và sẽ gây ra nhiều cái sự hiểu lầm hôm nay thuận sẽ chia sẻ ba thông tin với các bạn và sẽ chia sẻ với các bạn những cách mà thường thường hay dùng để mà có thêm một góc nhìn xem coi là thông tin này có thật hay là không phải là thông tin thật nhưng mà Trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Những mà nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội các bạn có thể theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Hay là như mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì cũng có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những ưu đãi như là giảm phí giao dịch hay là nhận được bonus hay là tìm hiểu những thông tin về đăng ký group tín hiệu trade miễn phí. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục để mà nói về những thông tin ngày hôm nay. Một trong những nơi mà nhiều bạn lấy thông tin nhất đó chính là ở trên Twitter. Thì giống như là chúng ta nhìn trên màn hình đi. Twitter ngày hôm nay đó thì có những cái thông tin liên quan đến là ngày mai, ngày thứ hai ở Hoa Kỳ thì công ty Apple sẽ thông báo là đã mua 2,5 tỷ đô la Bitcoin. Đây là thông tin mà được chia sẻ ở trên Twitter và chia sẻ trên nhiều cái mạng xã so hội khác nhau. Thì thông tin này thật hay là giả? Có nhiều bạn hỏi thuận. Thì có nhiều cách để các bạn có thể là kiểm chứng và điều quan trọng nhất khi mà các bạn nhận được thông tin đó chính là cái nguồn thông tin đó đến từ đâu. Thực ra mà nói không phải lúc nào các bạn cũng có thể dễ dàng à, kiếm được cái nguồn thông tin giống như là cái thông tin đó là một người nào đó nói như là những lời phát biểu của Cục Dự trữ ban của Hoa Kỳ thì rất là dễ các bạn có thể lên trên mạng để mà tìm kiếm những thông tin xác thực là Chủ tịch của Fed có nói những điều đó hay là tỷ phú này này, tỷ phú kia nói kia thì dễ hơn nhưng mà có nhiều thông tin á là đây là cái thông tin nội bộ một ai đó tung ra nhưng mà ẩn danh thì khó xác thực hơn đối với những cái thông tin mà khó xác được hơn nên thì chúng ta cần phải xem coi là những trang web nào độ tin cậy là bao nhiêu đăng những thông tin này thì chúng ta hãy trở lại đi để mà nhìn vào cái thông tin có phải là công ty Apple sẽ thông báo ngày mai ngày thứ hai là họ đã mua 2,5 tỷ đô la hay là không thì các bạn thấy được là bên dưới này đó có để là cái nguồn là từ crypto Coben thì nhiều người nói là crypto Coben là một cái Twitter rất là lớn có tổng cộng là hơn 400.000 người 400.000 người theo dõi đây coi như là một cái Twitter rất là lớn trong thị trường crypto này thì đương nhiên thông tin này đó là có cái phần thật nhưng mà không phải đâu các bạn các bạn sẽ đi tìm kiếm cái thuyết của crypto của nên nhớ là cái thuyết này đó là crypto news alert là để là cái nguồn này đến từ cái Twitter của crypto của nhưng mà crypto của này đó làm sao crypto của biết là công ty Apple sẽ thông báo là họ đã mua 2,5 tỷ đô la thì chúng ta sẽ nhìn ở bên dưới thì các bạn thấy được là Crypto Coben đã đăng cái thông tin này ngày 10 tây tháng 7 như là ngày hôm qua. Thì bên dưới này đó, các bạn thấy là Crypto Coben đã để là cái nguồn này đến từ một cái Twitter khác là @cm holdings. Thì khi mà chúng ta bấm vào CM Holdings, có nghĩa là Crypto Coben lấy thông tin từ CM Holdings thì CM Holdings nó lại để là cái gì? Để để là thông tin này đã đến từ một cái Twitter khác, đó chính là Twitter Ocoin Golden thì bấm vào Oakland Golden thì các bạn hay được là đây là một cái thuyết Oakland Golden chia sẻ ngày 9 tháng 7 năm 2021 và Oakland Golden để là công ty Apple sẽ thông báo là sẽ mua 2,5 tỷ đô la Bitcoin thứ hai này nghĩa là ngày mai nhưng mà lại để là sources sources có nghĩa là nước chấm đó thì uh, đương nhiên sources là cái chữ O là cái nguồn nhưng mà source là nước chấm thì có nghĩa là con golden đang đùa giỡn với mọi người và các bạn thấy là bên dưới để cái hình meme của canyon west thì có nghĩa là thông tin này là chỉ một cái thông tin con golden tự bịa ra để mà chọc mọi người mà thôi thì thông tin này các bạn thấy là nhanh chóng được lan tỏa là con golden thì được at cm holding retweet sau đó, đó cm holding này lại được một người khác retweet đó chính là crypto Coben sau đó đó thì lại được chia sẻ với Crypto News Alert. Cho nên các bạn thấy được là đây là những cái nguy hiểm khi mà các bạn đọc những cái thông tin ở trên Twitter, các bạn cần phải bấm vào cái nguồn xem coi là nguồn nó đến từ đâu và các bạn cần phải xem coi là người này đó là một người ở trong thị trường crypto này đó là có tiếng tâm hay không, có bao nhiêu người theo dõi và cái người này đó bắt nguồn từ đâu mà có những cái thông tin này. Đây là những điều rất quan trọng ngày mai Công ty Apple có thông báo là họ đã thu mua 2,5 tỷ Bitcoin hay không đương nhiên là thường không có biết. Họ hoàn toàn có thể là thông báo ngày mai là đã thu mua 2,5 tỷ đô la Bitcoin. Điều này đương nhiên hoàn toàn có thể cái mà thường chia sẻ với các bạn là cho đến thời điểm bây giờ chúng ta vẫn chưa có một thông tin nào, một dẫn chứng nào cho thấy đó là sự thật. Đó là cái sự mà nguy hiểm khi mà các bạn theo dõi Twitter cho nên cách mà đơn giản nhất khi mà các bạn theo dõi Twitter đó là các bạn bấm vào à, những cái nơi mà họ retweet á, để kiểm chứng coi là cái nguồn chính thức đến từ đâu. Đây là một cách. Thứ nhì nữa là các bạn thấy được là có một cái thông tin khác nữa được chia sẻ. À đây là cái Twitter tên là Walter Bloomberg. Thì các bạn thấy là người này chia sẻ đó. Thì để là cái quỹ thương mại quốc tế của nước Danish là họ sẽ mua 25% trong chương mục đầu tư của họ là họ sẽ đầu tư vào trong Bitcoin tương đương với 1,77 tỷ đô la. Thì các bạn thấy được là một lần nữa, Walter Bloomberg ngày hôm nay lại uh, retweet cái link, cái link bên dưới này đó là một cái Twitter khác, đó chính là cái Twitter của Dennis Commonwealth Alliance Fund. Uh, thì khi chúng ta bấm vào đó, coi coi có phải đây là cái Twitter chính thức của quỹ thương mại quốc gia của nước Dennis hay không, thì các bạn bấm vào các bạn thấy được là trước hết, tất cả những cái thông tin này đó là các bạn thấy là đến từ cái Twitter Dennis Commonwealth Alliance Fund thì cái Twitter này đó chỉ có 547 người mà thôi và các bạn thấy được là cái Twitter thường hay chia sẻ những cái meme ở trong thị trường crypto này thì thường cũng đã có một cảm nghĩ là có thể là cái Twitter này họ chỉ đùa giỡn như mọi người mà thôi chứ không có cái thông tin là cái quỹ thương mại của Đức Dennis đầu tư 25% tương đương với 1,7 tỷ đô la vào trong Bitcoin và một cách khác để các bạn có thể kiểm chứng đó là các bạn có thể là À, đi tìm kiếm thông tin này ở trên uh, Google Thì các bạn có thể là lên trên uh, google.com Các bạn có thể là copy, paste cái uh, tên là The Dennis Commonwealth Fund Và sau đó các bạn bấm vào cái chữ News Tại vì nếu như mà cái quỹ thương mại của nước Dennis đầu tư 25% 1,7 tỷ đô la vào trong Bitcoin Thì điều đó không phải là một cái thông tin nhỏ Thì các bạn thấy được là bây giờ chúng ta không có bất cứ một cái tin tức nào Đến từ nhà báo nào nói là đây là sự thật đây cũng là một trong những cái điều khác tôi muốn chia sẻ với các bạn là các bạn đi theo cái nguồn trên Twitter xem coi là cái nguồn đã bắt đầu từ đâu và các bạn cũng có thể Google xem coi là có những bài báo nào mà họ nói về này hay không. Nhưng mà các bạn cũng cần phải cẩn thận tại vì nhiều khi bài báo đó họ nói về thông tin này nhưng mà cái nguồn của họ lại là cái Twitter cho nên rất là khó trong cái tình hình mà có nhiều thông tin hỗn loạn như thế này. Một cách khác nữa các bạn có thể làm đó đó chính là khi các bạn nhận được thông tin thì các bạn coi coi là có bao nhiêu nhà báo mà các bạn tin tưởng nói cùng một thông tin đó có nhiều cách các bạn có thể là tự lên trên những trang web tùy theo các bạn thích xem những thông tin trên web nào giống như nhiều bạn thì thích xem thông tin ở trên trang web coin telegraph hay là coin hay là crypto potato hay là bitcoinish the block crypto daily hodl có rất là nhiều những trang web chuyên về thông tin crypto thì nếu như một thông tin mà được nhiều nhà báo cùng viết thì cái thông tin đó có khả năng là cái thông tin thật nhiều hơn là thông tin giả Đương nhiên không ai đảm bảo được Chỉ là Thuận nói với các bạn là cái khả năng Là một thông tin được nhiều bài báo Lần lượt đề cập đến là thông tin đó Khả năng là thông tin thật cao hơn và giống như chúng ta nói tới một cái thông tin ngày hôm nay đi thì cũng được hai ba nhà báo nhắc tới. À, các bạn có thể là lên trên những trang web khác nhau để mà tìm kiếm hay là các bạn có thể lên trên những trang web tin tức tổng hợp như là Crypto Panic Thì các bạn có thể lên trên trang web CryptoPanic.com thì à, các bạn lên đây đó các bạn thấy được đây là cái trang web tổng hợp tin tức đến từ nhiều trang web khác nhau. Thì cái thông tin mà chúng ta thấy ngày hôm nay đó mà cũng khá phổ biến đó chính là cái thông tin liên quan tới một ngân hàng lớn ở Nam Hàn à, đã tham gia vào trên crypto này thì chúng ta có thể là đi tìm kiếm cái từ khóa là South Korean Bank. Đây là một cái tin tức mà cũng được đề cập đến là ít nhất là hai bài báo đó chính là fibo.com và cái tờ báo you.today. Thì chúng ta có thể là bấm vào cái tờ báo you.today thì đây là cái thông tin được chia sẻ liên quan tới cái ngân hàng ở Nam Hàn. Thì cái ngân hàng mà họ đề cập đến đó chính là cái ngân hàng có cái tên là Woori Financial Group thì Thuận không sống ở Nam hàng cho nên cũng không có rành là ngân hàng này ở Nam Hàn có lớn hay không nhưng mà tin tức là ngân hàng này đã tham gia vào thị trường crypto bằng cách là cung cấp dịch vụ lưu trữ crypto cho những cái tổ chức đầu tư thì đây là một tờ báo thì cái nguồn của họ cũng giống như là các bạn tìm kiếm nguồn ở trên Twitter các bạn đọc những bài báo các bạn cũng phải đi tìm kiếm nguồn gốc của bài báo đó thì các bạn thấy được là bài báo này để là cái nguồn là bấm vào cái link này thì cái nguồn mà bài báo này sử dụng đó chính là cái tờ báo là The Korea Economic Daily Thường thì không có đọc cái tờ báo này cho nên cũng không biết là cái trang web thông tin này có đáng tin cậy hay không Nhưng mà thì nhìn sơ qua thì trang web này cũng không có gì gọi là nghi ngờ Cho nên đối với thuận đó, thông tin này liên quan tới ngân hàng của Nam Hàn tham gia vào Để và mà cung cấp dịch vụ lưu trữ crypto cho khách hàng là một thông tin đáng tin cậy hơn thì đây là những cách căn bản mà các bạn có thể dùng để mà kiểm chứng những cái thông tin. Thì tóm tắt lại cái điều quan trọng nhất đó là các bạn cần phải tìm kiếm cái nguồn cái nguồn rất là quan trọng không phải lúc nào các bạn cũng có thể tìm kiếm được cái nguồn chính thức à, tại vì nhiều thông tin là đến từ những cái nguồn ẩn danh tại vì một lý do nào đó nguồn ẩn danh không nghĩa là không đáng tin cậy chỉ là nhiều người họ không muốn phiền phức liên quan tới pháp lý Giống như là các bạn biết tin nội bộ của một công ty nào đó Các bạn uh, chia sẻ thông tin đó cho những cái tờ báo Nhưng mà các bạn lại không muốn dính dáng vào pháp lý Tại vì những thông tin đó có thể là các bạn không thể chia sẻ cho người ngoài Cho nên các bạn mới ẩn danh khi mà chia sẻ những thông tin này Khi mà chúng ta đối đầu với những thông tin mà không có nguồn rõ ràng nó, Cái điều quan trọng nhất đó chính là những thông tin đó được chia sẻ bởi những uh, cái nhà báo nào các bạn thấy được là những cái nhà báo lớn đó thì họ sẽ cẩn thận hơn so với những cái nhà báo nhỏ hơn họ thích đăng những cái tin giật gân hơn những nhà báo lớn thì có thể là cẩn thận hơn thì đây là những cách mà các bạn có thể kiểm chứng là thông tin giả hay là thật nhưng mà đương nhiên các bạn không thể nào mà chắc chắn 100% được như bình thường chia sẻ với các bạn chỉ có thể giúp các bạn thêm một phần chắc chắn khi các bạn đọc tin tức mà thôi nếu như mà có nhiều nhà báo cùng nhau họp lại nên mà đưa những thông tin giả thì đương nhiên các bạn không thể nào mà tránh được Ngoài trừ các bạn là người ở trong công ty đó hay là các bạn là người mà có tin tức nội bộ Các bạn mà biết thật hay giả mà thôi Và đó thì chúng ta nói tới thông tin giả Chứ đừng có nói tới là cái thông tin mà cố tình gây ra cái sự hiểu lầm Những thông tin đó các bạn lại càng khó để mà kiểm chứng hơn Giống như là cái thông tin gần đây liên quan tới cái bộ tài chính của nước Anh cấm sàn Binance Thì đương nhiên thường này chia sẻ với các bạn là không phải là họ cấm sàn Binance Mà họ chỉ không cho giao dịch future mà thôi và cung cấp những thông tin tốt hơn, đáng tin cậy hơn là cái tiêu chỉ mà Thuận làm YouTube từ bao nhiêu năm qua. Đây cũng là một những cái lý do lớn khiến cho Thuận có thêm động lực hàng ngày để mà chia sẻ thông tin với các bạn. Tại vì thông tin giả đó lúc nào cũng có và có rất là nhiều. Cho nên các bạn cần phải cẩn thận. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và dành cho những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn margin nổi tiếng Bybit và MT và hiện bây giờ đó thì các bạn có thể tìm hiểu về đăng ký group tín hiệu trade miễn phí đây là hợp tác giữa kênh Thuận Capital và kênh Anh Review hay là những bạn nào mà đang sống ở Hoa Kỳ thì có thể tìm hiểu những cái dịch vụ như là Binance US đây là một sự lựa chọn cho những nào mà đang sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin cũng như là những cái dịch vụ khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và một lần nữa, thực cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.